Ổ cứng. Ổ cứng, ổ cứng. Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng đã nghe về cái từ này rồi. Và gần như tất cả mọi thứ ở trên đời này hiện giờ đều liên quan đến ổ cứng. Từ cái việc chúng ta đi làm này, ở laptop có ổ cứng, thậm chí là tới điện thoại chúng ta cũng tính một vài thứ như kiểu ROM biết là ổ cứng. Vậy ổ cứng nó là cái gì? Ổ cứng là ổ không mềm. Thì ở đây mình không có cái ổ cứng nên mình để cái wireless ở đây để làm màu thôi, để cho các bạn tưởng tượng ra một cái gì thì mình sẽ làm một cái gì đó rất là cao siêu, thực chất nó chỉ để làm màu thôi. Thì hôm nay là clip hướng dẫn các bạn ổ cứng là gì và ổ cứng nó sẽ có tác dụng gì và cụ thể là chúng ta nên chọn loại ổ cứng nào để nó phù hợp với chúng ta. Tại vì bây giờ từ laptop, PC, tất cả mọi thứ, nói chung mình thấy cái gì nó cũng phải liên quan đến ổ cứng hết. Thì ok, chào mừng quay lại với kênh Thế Giới Phụ Kiện. Vậy đầu tiên ổ cứng là cái gì ta? Thì chúng ta sẽ có hai dạng chính, mà nếu như thật sự để nói chuyên sâu về ổ cứng thì không thể nào một clip mà mình có thể nói được hết tất cả mọi thứ, cho nên mình sẽ gộp ra một cách dễ hiểu nhất. Đầu tiên mình sẽ nói về ổ HDD, hay chúng ta còn gọi là hard disk driver. Thì con này nó có nghĩa là gì và cái từ hard disk driver nó có cái tác dụng gì trong cái công cuộc sử dụng của chúng ta? Thì ok, giải thích nha. Ổ cứng HDD là một dạng đĩa kim loại hình tròn được gắn bên trong ổ cứng. Một số đĩa được gắn trên một cái trục động cơ chính như là spindle motor để tạo ra nhiều bề mặt để lưu giữ dữ liệu trong một không gian nhỏ hơn. Để duy trì việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu có tổ chức, các đĩa này được xếp thành các cấu trúc cụ thể. Các cấu trúc này bao gồm các cái chuck là giống kiểu các cái rãnh này, shelter và các cái closure. Check, mỗi đĩa được chia thành hàng ngàn vòng đồng tâm và được đóng gói chặt chẽ, được gọi là check. Tất cả các thông tin được lưu trữ trên ổ cứng đều được ghi trên check. Sector, mỗi check được chia nhỏ thành các đơn vị nhỏ hơn, được gọi là các sector. Các sector là các đơn vị cơ bản lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng. Cluster, các sector được chia thành các nhóm với nhau để tạo thành các cluster để đọc và ghi. Đầu đọc là phần giữa phương tiện từ tính, nơi lưu trữ dữ liệu và các thành phần điện tử bên trong ổ cứng. Đầu đọc được lưu thông tin ở dạng bit thành xung từ khi được lưu trữ trên ổ đĩa và đảo ngược lại nó trong quá trình đọc. Động cơ trục chính. Động cơ trục chính đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong hoạt động của ổ cứng bằng cách quay ổ đĩa. Một động cơ trục chính phải cung cấp đầy đủ năng lượng để nó có thể quay ổn định, này, đáng tin cậy và đồng nhất trong nhiều giờ sử dụng liên tục. Mạch xử lý dữ liệu. Đĩa cứng được làm bằng một bảng mạch thông minh và được tích hợp vào bộ phận đĩa cứng. Nó được gắn trên đáy của ổ cứng, đầu đọc, ghi và liên kết các bảng mạch xử lý dữ liệu thông qua cái cáp ribbon linh hoạt. Khe gắn ổ cứng, toàn bộ các ổ đĩa được gắn bên trong một cái vỏ kín và được thiết kế bảo vệ nó khỏi không khí bên ngoài. Phía dưới ổ đĩa được gọi là phần đế. Các cơ chế chuyển động được đặt bên trong phần đế và phần nắp đậy và phần đầu là để bảo hộ cho cái độ kín của đầu đọc và đĩa từ. Ok, hiểu nôm na thì nó giống như kiểu là các bạn sẽ lưu dữ liệu của các bạn trên cái ổ HDD thông qua cái việc nó ghi lại và nó xoay để nó tạo thành các cái vết trí nhớ trên cái ổ đĩa. Thì cái ổ HDD này được một cái là có giá thành rất là rẻ, nhưng mà thật sự là luôn luôn nha, các cái ổ HDD rất là bự. Và nó có một cái vấn đề là vì nó là ổ quay á, các bạn có thể hiểu nôm na là cái đĩa mà nó quay á, thì thông qua thời gian cái việc quay đấy nó sẽ gây ra sự mòn này. Và tất nhiên là nếu như mà chúng ta quay quá nhiều thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị hỏng. Hoặc là nếu như chúng ta di chuyển thì cái phần ghi của cái đĩa, nếu như mà không may á, mình đã gặp rất nhiều người rồi, phải gọi là dùng từ rất nhiều người nha, và cái ổ đĩa lỗi là một trong những cái lý do chính khiến cho các cái laptop bị hỏng luôn á. Thì khi mà chúng ta vang vác quá nhiều, chúng ta mang đi di chuyển nhiều thì có những khi cái ổ đĩa nó sẽ bị rung lắc và khiến cho cái việc đọc và ghi trên cái ổ đĩa đấy nó không còn trơn tru và smooth nữa. Thì gần như là các cái ổ đĩa HDD nó có cái tuổi thọ không cao lắm và nó chỉ phù hợp với cái việc đặt một chỗ thôi, cho nên chắc chắn cái tuổi thọ của HDD nó hơi lẹ chút, khoảng cỡ đâu đó khoảng cỡ vài năm. Và tiếp theo là SSD, hay chúng ta có thể gọi là solid state driver. Thì cái này có nghĩa là các bạn có thể hiểu nôm na là ở trên chúng ta có một cái ổ đĩa quay là ổ HDD đó, chúng ta sẽ phải quay để chúng ta lưu giữ. Thì ở ổ SSD chúng ta sẽ lưu giữ bằng chip giống như các cái RAM hoặc là một vài cái thẻ nhớ bên thông thường á. Thì cái SSD này nó có rất là nhiều phương thức để lưu trữ, không chỉ chúng ta có SATA 3 với cái việc là nó có thể chạy khoảng cỡ đâu đó 6GB, mà chúng ta có thể dùng các cái chuẩn kết nối khác hoặc là cái chuẩn khác như kiểu PCIe với cái khả năng kết nối lên đến là 32GB, đọc ghi mà 32GB, bấm cái E cái gần như mọi thông tin nó đã qua. Thì cụ thể nó là như thế nào? SSD được xây dựng từ nhiều chip nhớ flash NOR và các bộ nhớ NAND flash. Nó được làm hoàn toàn bằng linh kiện điện tử và không có các cái bộ phận chuyển động vật lý như các ổ đĩa quang. Những con chip flash này được lắp cố định trên một bo mạch chủ khoảng từ 10 đến 60 NAND của hệ thống trên các PCI, hoặc cố định hoặc là lắp vào trong một chiếc hộp có hình dạng và kích thước giống như ổ cứng nhưng mà nó nhỏ hơn. Và SSD nó có một cái nhược điểm khác với HDD. HDD thông thường nó sẽ dễ hỏng bởi vì tác nhân vật lý, còn SSD nó là chip mà, cho nên
nó sẽ bị hỏng thông qua thời gian sử dụng và cái ổ SSD của chúng ta, tức là cái chất lượng của ổ SSD như thế nào thì nó sẽ có thời gian sử dụng là lâu như thế. Thì khi mà HDD hỏng á, thì vì nó là cái ổ đĩa vật lý nên chúng ta vẫn có thể tác động và tìm cách để lấy lại dữ liệu. Nhưng một khi SSD đã hỏng thì coi như là hỏng luôn và nó sẽ mất hoàn toàn dữ liệu. Thì cái việc này nó đến từ cái chất liệu của sản phẩm, giống như kiểu là cái ổ SSD đấy là làm từ chất liệu cao cấp đi, hay là những cái thể loại cao cấp hơn thì nó sẽ có tuổi thọ cao hơn. Còn nếu không, sau một thời gian sử dụng SSD, thứ nhất nó sẽ bị chậm đi, thứ hai nó sẽ có thể bị hỏng. Nhưng mà thông thường thì SSD thực sự cũng khá là bền, cho nên nó cũng gọi là cái chuyện hỏng SSD nó khá là hy hữu. Nhưng mà anh em có thể nhớ một cái điều nhẹ là SSD sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị chậm đi nha. Vậy so sánh giữa SSD và HDD thì chúng ta sẽ có những cái đặc điểm gì khác nhau nhỉ? Đầu tiên là nói về giá thành đi. Nếu như chúng ta quay lại khoảng cỡ 4 năm trước nha, mình nói thật luôn, một cái SSD sẽ có giá đâu đó khoảng cỡ gấp 4 lần HDD. Nhưng mà bây giờ á, thì cái giá thành nó không chênh nhau nhiều đến cỡ đấy nữa. Khi mà thông thường một cái ổ, nếu như mà mình nhớ đúng, một cái ổ cỡ 128 hay là 256 ở đấy, nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 1.700.000, thậm chí là có những chỗ nó còn rẻ hơn nữa cơ. Và các cái hãng đấy là những cái hãng nó không phải là quá tên tuổi thì cái đấy cũng hên xui. Nhưng mà hiện giờ giá HDD và giá SSD không chênh nhau quá nhiều. Tuy nhiên, tại sao HDD vẫn nhiều người sử dụng? Tại vì thực chất với những sản phẩm, ví dụ như là mình có quen rất nhiều người làm dữ liệu đi, họ vẫn xài HDD rất nhiều, mặc dù họ là những người làm dữ liệu nha, tức là họ lưu trữ dữ liệu và họ truy xuất dữ liệu rất là nhiều. Thì cái vấn đề này đến từ cái việc là giá thành nó quá rẻ đi. Và thật sự, nếu như các bạn là những người sử dụng liên tục, ví dụ như các bạn sử dụng việc chơi game hoặc là việc khởi động gì đó, thì chúng ta mới thấy được cái hữu ích của SSD nhiều. Nhưng mà với những người lưu trữ dữ liệu hoặc là những người chỉ có cái hoạt động sử dụng thông thường thôi thì họ không có cần đến cái tốc độ của SSD nhiều. Nhưng với cái độ phát triển của các cái app bây giờ thì thật sự xét về mặt tốc độ nha, để xem về mặt tốc độ thì thằng SSD sẽ ăn đứt. Tại vì từ cái việc khởi động máy, khởi động phần mềm, khởi động game, tất cả mọi thứ trên con SSD nó đều nhanh hơn và nó ăn tuyệt đối so với con HDD thôi. Tại vì nếu như mà chúng ta nhớ đến cái thời điểm ngày xưa thì ví dụ như là để khởi động một con máy chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng cỡ 1 phút. Và mình có nhớ là cứ mỗi lần mình có khởi động máy, mấy cái máy cũ ngày xưa của bố mình thì mình sẽ phải ngồi kiểu quá lâu, anh đã đợi chờ em quá lâu. Nhưng với SSD hiện giờ thì chúng ta chỉ mất khoảng cỡ 5 đến 10 giây là đã lâu lắm rồi. Bấm cái cái nó đã khởi động xong cái máy. Và tất nhiên chơi game hay là các cái tác vụ thông thường á, thì con SSD sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo là về mặt độ bền đi, thì chắc chắn thằng SSD bền hơn. Tại vì nó là một cái khối và gần như nó sẽ không thể bị hỏng trong quá trình sử dụng, trừ khi nó đã hết độ bền nha các bạn. Còn với những ổ cứng như HDD á, thì nó là những cái ổ cứng vật lý và nó sẽ phải xoay và hoạt động theo kiểu vật lý. Thì chắc chắn là khi mà chúng ta tác động vật lý, ví dụ cầm lên mang vác quá nhiều hoặc là kiểu rung lắc gì đó, cầm cái máy lắc lên lắc xuống, đặt lên đặt xuống liên tục, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là cái phần đĩa quang quay á, thì đôi khi nó sẽ bị chệch đường ray hoặc là nó sẽ bị hỏng. Thì chắc chắn là cái vấn đề đấy nó sẽ gây ra cái việc là tuổi thọ của thằng HDD nó sẽ không bằng được thằng SSD. Ngoài ra thì còn một cái vấn đề nữa, đó là độ ồn khi mà chúng ta sử dụng ổ HDD. Chắc chắn khi mà khởi động các bạn sẽ nghe thấy tiếng đó là cái tiếng xoay á, kiểu như cái ổ đĩa nó phải xoay để nó khởi động và nó hoạt động. Thì thằng SSD là không có hiện tượng đấy, tại vì nó chỉ cần chuyển điện vào các cái chip nó trực tiếp nó chạy vào luôn. Và tất nhiên chúng ta đâu có nghe thấy tiếng điện đâu, làm sao mà nghe thấy tiếng điện được, tai chúng ta không đủ thính để nghe cái việc đấy đâu. Và tiếp theo là vấn đề phân mảnh dữ liệu, thì các bạn có thể tưởng tượng là với SSD á, tất cả mọi thứ là chip, cho nên nó chạy trực tiếp vào luôn và nó phân mảnh dữ liệu rất là nhanh, tức là nó đọc cái dữ liệu đó rất là nhanh. Và còn với ổ HDD chúng ta sẽ phải xoay qua các cái tầng, như kiểu lúc nãy mình nói á, mình nhớ là nó sẽ phải chạy qua đến 3 đến 4 tầng để nó hoạt động và nó load dữ liệu. Thì tất nhiên là cái vấn đề đấy thằng SSD nó vẫn ăn đứt. Và có thể hiểu nôm na là thằng SSD là cái bản nâng cấp của thằng HDD, nhưng mà chúng ta sẽ phải tính đến cái vấn đề là giá thành của nó sẽ cao hơn. SSD nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với con HDD. Chúng ta có thể lắp nó vào các cái case, các cái hộp hoặc là các cái, nói chung là có thể custom rất là nhiều kiểu. Nhưng mà thằng HDD thì thông thường nó sẽ là một cái khối và một cái cục rất là bự. Thì đó, chúng ta mang vác đi lại thì nhìn thằng SSD nó vẫn sẽ sang hơn, giống kiểu mấy con anh em rất là hay xài, ví dụ như con Samsung T5 á, thì đó là một trong những con SSD rất là được ưa chuộng bởi nhiều người. Và con đấy nó chỉ bé khoảng cỡ chừng này thôi mà nó nhiều khi nó có lưu đến 4-5 TB lận. Nhưng mà những cái ổ HDD mở cỡ 5 TB mở cỡ này á, mình nói thật là không có. Và nó rất là nặng để cầm được một cái ổ cứng đấy đi. Mình còn nhớ mình có đợt trước mình có cầm một cái ổ cứng của ông anh nào của mình á, nó để lưu trữ dữ liệu, cái ổ đấy là 3 TB, nó là ổ HDD nó to cỡ này, nó còn có cả quạt nữa cơ, nó bật lên cái đó. Thì
rõ ràng là con SSD nó nhỏ gọn và nó di động hơn rất là nhiều. Và để nói về SSD thì mình sẽ phải nói về cái chuẩn của nó. Khi mà đầu tiên chúng ta có một cái chuẩn là chuẩn SSD 2.5 SATA. Và vì kích thước của nó là kích thước 2.5 inch, tương ứng với đa số các cái ổ HDD hiện nay trên laptop. Vì vậy đây là sự lựa chọn tốt nhất khi chúng ta muốn nâng cấp ổ SSD cho các cái ổ HDD cũ. Còn với những cái chuẩn mới hơn, ví dụ chúng ta có chuẩn SSD M-SATA, thực chất đây vẫn là chuẩn SATA nhưng trên công nghệ cổng giao tiếp nhỏ hơn là cổng mini SATA. Còn với SSD M2 SATA thì lại là loại SSD chiếm đa số hiện nay. Nó giúp cho cái việc thiết kế laptop mỏng hơn, nhẹ hơn, và cái chuẩn giao tiếp mới M2 SATA được sử dụng rất là nhiều. Dòng SSD M2 SATA rất là đa dạng, phổ biến nhất là SSD M2-2280. Và cuối cùng là chùm cuối SSD M2 PCIe. Đó là loại SSD cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại và sử dụng được cái chuẩn kết nối M2 thông qua cái chuẩn đọc mới là chuẩn PCIe cho cái tốc độ ghi nhanh nhất gấp 6 lần so với SATA 3 và đạt tới 3500 MB trên giây. Và hiện nay cái cổng PCIe 5.0 được trang bị trên các SSD sẽ dễ dàng đạt được cái tốc độ là 10.000 MB trên giây, tương ứng là 10GB. Vậy các bạn nên lựa chọn HDD hay SSD thì đây là cái lời khuyên của mình dành cho mọi người nha. Thì với HDD, nếu như các bạn là một người kiểu như là cần lưu trữ dung lượng lớn á, thì các cái ổ SSD cũng đã có những cái ổ lưu trữ dung lượng lớn rồi. Nhưng mà nếu như các bạn lưu cỡ 4-5T, mình dùng từ T nha, không phải ghi nha, cỡ 4-5T trở lên thì mình vẫn recommend con HDD. Tại vì các cái dung lượng lưu trữ của nó lớn hơn và dễ tìm kiếm và tiếp cận hơn. Tiếp theo là chúng ta phải tính đến một cái vấn đề là chắc chắn giá thành nó sẽ chênh rất là nhiều. Và nếu như chúng ta không quan tâm quá nhiều đến tốc độ, chúng ta chỉ dùng để lưu trữ thôi, thì thật sự mua HDD nó vẫn tối ưu hơn rất là nhiều. Tại vì giữa giá nha, ví dụ như 1T SSD đi thì nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 2.3 triệu. Còn nếu như là 1T HDD thì nó chỉ có đâu đó khoảng cỡ 800-900 ngàn thôi. Cái giá thành nó chênh lệch nhau thực sự cũng có thể gọi là khá là lớn ý. Còn với SSD, ví dụ như là các bạn là một người làm game, hoặc là một người chơi game, hoặc là làm đồ họa, hoặc là các cái thứ mà cần tác vụ nhanh, ví dụ như truy xuất rất là nhiều á, thì đặc biệt là các anh em chơi game thì chúng ta đều biết là cái việc chơi game trên SSD và sử dụng tốc độ cao trên SSD á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách có tối ưu hơn, đó là các bạn có thể kết hợp cả hai ổ này. Ví dụ như mình là một người làm đồ họa nha, mình là một thằng làm edit, thì khi mà sử dụng á, thì mình luôn luôn có hai ổ, một ổ SSD 128GB chỉ để chạy Win thôi, một ổ SSD 500-1T dùng để edit. Còn lưu trữ dữ liệu mình sẽ có vài ổ HDD thông dụng để lưu trữ dữ liệu của riêng mình. Khi nào mình cần sử dụng cái nào thì mình cứ copy qua mấy cái ổ SSD để xử lý dữ liệu cho nhanh, sau đó mình copy ngược vào ổ HDD sau khi đã edit xong để lưu trữ dữ liệu. Thì đó là một trong những cách khá là tối ưu và rất nhiều người sử dụng hiện giờ. Thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp cả hai cái. Và nếu như các bạn đang sử dụng HDD quá lâu rồi, có thể trải nghiệm thử SSD nha, thực sự rất sướng. Và đó là video về việc chúng ta nên chọn HDD hay là SSD. Thì anh em hoàn toàn có thể truy cập trên trang web của Thế Di Động để coi và kiểu lựa chọn một vài sản phẩm để test thử tốc độ chẳng hạn. Thì thật sự nếu như mà xài SSD xong thì nhiều người sẽ rất là khó chịu khi mà xài lại HDD, nhưng mà chúng ta sẽ phải lựa chọn theo đúng nhu cầu của mình nha. Đừng kiểu vung tiền qua cửa sổ, hay là đừng kiểu lựa chọn những cái sản phẩm nó gọi là nó quá mức cần thiết á. Thì ok, và đó là video của mình hôm nay. Thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nha. Cảm ơn mọi người. Peace.